Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay á, tụi mình có một chuyến đi thăm các em nhỏ ở bệnh viện Ung Bướu. Thì bây giờ là đang là công tác chuẩn bị, cho nên là tụi mình đang bỏ một ít tiền mừng tuổi để tí nữa tới thì sẽ cho các em ha. Cái này là 100 là bỏ hết vô cái chỗ này đi ha, cho nó giống nhau. Có bên này là 500.000. Không, tại vì cái này mà biết sớm á, mình đổi sớm á nó sẽ dễ hơn. Dạ. Lì xì đi chị ơi, có tiền nhớ thiết thực đi. Để năm dùng nó cho nó dễ. Giỏ quà thì giỏ quà thì sợ luôn á, tới những nhà mà giống như là như mình bạn bè chúc Tết rồi đúng không? Không có cần thiết lắm, còn như người ta cần thiết tiền á, dễ hơn. Thứ nhất là có lại là người ta lỡ có trường hợp tại về quê á, đỡ sức nặng nữa. Có tiền tiền gì xe. Ôi, hình như nãy giờ chị bỏ vô từ 200 đến 300 tiền một tiền. Sữa của các mạnh thường quân tặng cho mấy bé với lại đồ chơi hả chị? Các nhóm ở trong bệnh viện đó là họ cho luôn trong bệnh viện luôn, trong cái khoa đó luôn. Giờ là mình sẽ mang đồ ra xem. Rồi bây giờ tụi mình chất đồ lên xe rồi mình đi ha. Hồi nãy là anh Vân 4 rồi đó. Anh Vân 4, chị Vân Vân 4. Rồi, dạ rồi, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô hỏi là cái nồi nhà chị có luộc được không? Chị có luộc được không? Chắc là có đó chị. Mọi người luộc xong rồi. Xong lại thêm xe nữa đi ở nhà. Hay là có ông lấy xe không thì cho mượn cái xe này. Giờ khoanh vô. Bây giờ tụi mình đã tới cổng bệnh viện rồi. Mình vô cổng số 4. Nãy em định mở rồi mà em nghĩ là sẽ tự động. Đây ạ. À. Bánh nho này, rồi sữa này. Bánh sữa tháng 5. Dạ. Dạ, còn cái này là bánh này nhập ở Ý về cô. Cô báo cho ta. Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô. Ôi, cũng bao mắt rồi,
sắp Tết rồi á, cho nên nó vắng, nó thoáng ghê luôn á. Giờ mình đậu xe ha, tụi mình đã tới cái khu khoa nội tổng hợp của khoa ung bướu huyết học nha mọi người. Ở đây là bệnh viện Nhi Đồng 2. Bây giờ là tụi mình sẽ sắp xếp những cái phần quà, rồi sau đó là sẽ tặng cho mấy bé. Giờ là dịp Tết rồi, thành thử ra là các bé cũng về nhà cũng nhiều rồi, chứ không là sẽ rất là đông luôn á. Còn bây giờ thì mọi người thấy ha, cũng bệnh viện cũng sẽ hơi vắng một chút xíu, nhưng mà không sao, có những bạn nhỏ nào ở lại á thì mình sẽ tặng cho bạn đó. Dạ, hỗ trợ được không? Dạ, dạ được anh. Hết này luôn không? Dạ. Hỗ trợ bên em ơi. Ủa vậy thôi chứ xe mình. Ở trong đây là có quà nè, trong đây là có quà, mấy cái đồ chơi cho mấy em bé. Thì Tết cũng có những cái mạnh thường quân khác. Ở đây mọi người rất là nhiệt tình giúp đỡ nhau ha. Mỗi người một tay. Mình chia ra những cái phần nhỏ để tặng cho mấy bé. Theo như cô hỗ trợ nói á, thì hôm nay là sẽ có khoảng hơn 100 bé. Giờ là tụi mình sẽ đi phát bao lì xì cho các em nhỏ. Đây là phòng bệnh của nữ trên 13 tuổi. Dễ thương ha. Từ từ.
đây mấy bé nhỏ nhỏ là ở ngoài. Cẩn thận nha chị, trên đầu. Để vô tặng quà cho mấy bé nè. Mỗi bạn nhỏ là sẽ được một lốc sữa và một bao lì xì. Giờ mình vô phòng cấp cứu để gửi quà cho mấy bé. Có sữa chưa? Chị ơi, ba bé luôn mà. Dạ, chị. Em gửi sữa và lì xì cho bé. Dạ. Chúc bé khỏe nha. Con. Ừ, có em. Đấy, lựa cái sữa đây, em lấy sữa đi. Ở đây mấy người vậy anh? Dạ, bên đây hết rồi, bên đây cho. Nó dễ dưới. Còn mấy bé vậy anh? Uống bé. Đang đứng chờ cô gọi cho cái khoa bên kia hả chị? Mình mới còn dư 80 con ba. Dạ. Đang đợi cô để cô gọi cho bên khoa thận á, để mình qua phát hết quà luôn cho các bạn nhỏ luôn. Giờ là tụi mình đang di chuyển qua bên khoa thận với lại khoa tim mạch hay sao đó ta. Đó, để tặng những cái phần quà còn lại cho mấy bé. Tại vì ở trên đó là hình như là nhóm tụi mình là đã phát hết được khoảng tầm 80 phần đúng không chị? Đó, ở trên đó. À, trên 45 với 3 bé mà 500 nữ. Ờ, đúng rồi, đó là gần 100 bé ở khoa ung bướu rồi.
bây giờ tụi mình những cái phần quà còn lại của các anh chị mạnh thường quân thì là mình sẽ phát qua cho mấy bé ở bên khoa thận với lại khoa tim mạch nữa là xong ha. Mát. Hello. Đúng rồi, năm nay cái giải khác cơ sở. Nhưng mà trở tay không kịp luôn. Không có thông báo trước. Sau ngày 11 á, là bắt đầu họ mới thông báo cho mình làm cái thông báo của ngoài đó. Xong mình lên lầu nữa là cung giữ bệnh đó. Cái này là tầng 1 ha, tầng 2, tầng 3 là thầy mà tiếp thuyết thần kinh. Rồi thẳng bệnh là tim mạch. Cảm ơn các bác cầu thang lên lầu 1. Lên lầu 1. Lầu 2 là lên lầu 1. Ở đây mấy cô hướng dẫn nhiệt tình lắm. Dễ thương quá trời. Không, bây giờ giống như mình đi nhà khác á, không có show thờ. Dạ. Cần cái đi lấy dịp kia. Đông quá. Chị đi lấy dịp kia à. Dạ đúng rồi, đông lôi mình đi qua đây. Mấy anh hỗ trợ, mấy anh hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn, rất là nhiệt huyết. Dạ, anh chào chú. Dạ. Ở đây á, là khoa thận á, thành thử ra là không có được nhiều người vào đâu đó. Cũng hạn chế lắm cho nên là tụi mình chỉ quay sơ sơ ở ngoài đây thôi ha. Đó. Ở đây có mấy bé nè, chạy theo để nhận quà. Mấy anh chị đi đổi cho em 5 cho em lúc cho em lắm nữa đi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Em sửa luôn đi anh, em sửa vô hỗ trợ mấy bạn luôn. Hai
ăn bao, bây giờ còn lại chừng này. Ừ. Phát được 1/3 rồi. Thì chị nói mấy chị đó Mình tới đây là kết thúc rồi. Cuối cùng cũng phát xong cho tất cả các bé ha. Mong các bé sẽ có một Tết thật là vui vẻ. Dạ, dạ rồi, chúc anh ăn Tết vui vẻ. Dạ. Chắc là cho dạ. Dạ. Em trợ lý của cô Hằng mà. Dạ. Cái dạ. Này phải lắc lực của cô Hằng ạ. Nhớ là cái này nó lui giúp anh nha. Dạ dạ dạ, em hiểu rồi. Để vậy phụ huynh ai lấy thì dạ dạ dạ. Và dạ. Nhắc phụ huynh nó không rõ. Dạ. Vậy là mấy chị em kết thúc chuyến thiện nguyện. Bye bye, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Về nhà thôi. Về nhà là ba tiếng ta. Nhớ năm mơ gần xa. Vui à, xong à. Còn lại quá là an tâm. Hôm nay em có thể ăn Tết vui vẻ.